Hello, xin chào, làm cho anh em quay trở lại với channel của mình. Tình hình nào nay gãy cần nùi các bác ạ. Ở nhà buồn chán quá, bác cần đơn nắp nễ nục câu thử xem có được con cá nào nhá. Hôm nay thì đánh kiểu bó mồi nưỡi xong rồi quảng xuống các bác ạ. Ở nhà rảnh rỗi quá này, cần không có này, đành phải câu kiểu này thôi. Anh em đón xem nhá. Đóng luôn chưa? Úi giời. Thịt mẹ này con điên lại quấn ông cần anh. Úi giời. Thôi để em để kéo lên cần này. Đấy. Đó, thêm hàng. Đúng nó con điên thật. Nhìn em ghép vào đấy rồi. Thêm em hàng. Cái gì sao không? Rối cũng sống này. Lục chế. Nên hàng tươi. Đấy, thấy chưa? Làm sao mà chạy được? Chúng mày, ngồi được. Chúng mày ăn của anh rất là nhiều rồi. Còn biết cần chó này. Khủng luôn. Vậy lắp thêm cái cần lục vào cần chiên nữa mà giật đấy. Chó. Ui giời. Ôi. Đúng rồi, đúng rồi. Phao đẹp, hàng đẹp luôn. Mình đánh cái kìm ở trong cái túi túi nhỏ này cái. Đấy. Có kìm trong đấy đấy. Cái này vừa kìm không là quẳng luôn nhỉ. Càng dễ càng càng quánh còn đóng, càng dễ càng đóng. Wow. Đấy. Rồi. Quảng không? Quảng. Anh nói quảng là quảng. Quảng. Dạ. Bé tí cho mình. Mất thời gian. Ê, đừng con điện thoại của em. Đúng. Bóng đấy. Nó chưa đổi lại bóng rồi. Đúng như đau. Chị mua cơm chảy đâu á? Mình có tập hóa ở đấy. Bao tiền? Ui, con gì nó cày ứng. 2.000. Cả lăng chép luôn. Bao nhiêu cơ? 12. Thế nhìn quán em nào bán 70.000. Làm đôi khi hồng, hồng tươi thôi nhỉ. Có đuôi đỏ lòm kìa. Cứ để trong xuống. Mà chậu bột này nó chả được, cứ để nó trong đấy thế thôi. Hồng tươi luôn. Thích ăn rô phi rán này. Đào nhà bảo đào cái đầm mà nuôi rô phi. Quốc cái nhà ra. Để đào cái đầm. Một mà này trước chắc bị làm này. Đổi chỗ.
Cần đơn câu lục cũng hay ý nhỉ. Này tiếc thế, cái toi cần máy. Được đấy, đỡ phải mua cần gì nhỉ? Cái gì vớ vẩn. Cần này ấy đấy đấy, nút nghe nút nghe nút nghe. Giờ nhìn tín hiệu phao đè sướng không? Mày lại quẳng. Ôi giời. Bắn móc vào đâu? Móc đầu rồi, xuyên qua đầu rồi. Đấy. Cần này nó quánh hay ý chứ. Em lo lắm, em cho cô cá nhưng chỗ đi vào đó. Mắc thẳng vào. Đi ra đây này, đi vào cái chỗ lông toẹt tới ngàn già đấy dở đấy. Ui. Em gái với mày đâu mà. Em đi chơi gì đấy, em làm gái gì vậy. Ô mà toàn bọn học sinh nhưng mà nó phải to bằng 3 bằng 4 mình ấy. Lại lún nghe, lún nghe, nhìn trong phao lún sướng nhỉ. Quăng. Đấy, đứt rồi. Cái đứt rồi, nó lôi quả phao vào ấy rồi. Lôi sao được, cần kia của anh, cần lấy cần to của anh chưa? Có 200 nghìn của phao đấy, để nó mất. Đứt rồi. Đứt rồi, vào qua phao. Có cái thuyền nha. Đấy, kéo rồi. Đứt cả rồi. Ôi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.